Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có mặt ở đây để xem các bạn hai teacher có một hoạt động rất đặc biệt tại xã Diên Khánh, Nha Trang. Đó chính là gói bánh tét tặng cho người nghèo nhân dịp Tết. Và sau đây mình xin mời các bạn cùng đi theo mình để xem các bạn hai teacher sẽ đã chuẩn bị như thế nào nhé. Mời các bạn cùng đi theo mình. Chào em, chào Danh. Em nãy giờ em gói được mấy bánh tét rồi em? Hai cái nè, gói được hai cái đẹp không? Quá đỉnh luôn. Cho anh hỏi là em cảm thấy như thế nào khi gói bánh tét để tặng cho người nghèo vậy em? Thấy rất là vui gói bánh khi được gói bánh tặng cho người ta. Mình làm cũng thấy vui mà người khác cũng thấy vui. Chị có thể nói là những công đoạn mà chị có thể gói bánh tét và đặc biệt là công đoạn này là khó nhất đối với chị. Chị có thể cho em biết được không chị? Đó là công đoạn đầu tiên là phải đặt lá, xong rồi đổ gạo với lại đậu rồi xong bỏ thịt. Nhưng mà công đoạn khó nhất là công đoạn bỏ gạo, tại vì phải ước lượng, nếu mà bỏ nhiều quá thì nó sẽ không chín. Nãy giờ chị gói được mấy cái rồi chị? Một cái. Thế chị thấy gói có khó không chị? Khó. Dạ. Em chúc chị gói được nhiều bánh tét để tặng cho người nghèo chị ha. Cảm ơn anh. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.